Một nghiệp vụ cần của một người SRBP bao quát trong ba cái nghiệp vụ chính, đó là business mindset with strategic planning. Tôi gọi là họ phải có một cái tổ chức kinh doanh cũng như họ có một cái óc chiến lược nhất định. Đó là cái tổ chức đầu tiên. Tổ chức thứ hai là họ phải organization understanding, họ phải thấu hiểu về cái tổ chức của mình. Và cái thứ ba là họ phải master of people management from strategy. Có nghĩa là họ phải thành thục trong cái việc quản lý nhân sự đi từ cấp chiến lược đi xuống. Tại sao tôi lại quy tụ lại có ba yếu tố thôi? Bởi vì yếu tố thứ nhất, tôi lấy yếu tố nòng cốt là organization understanding. Là bởi vì yếu tố này, nếu họ không am hiểu tổ chức, nếu họ không thấu hiểu được sức mạnh của nguồn nhân lực bên trong, cũng như là họ không hiểu được cái thế mạnh của doanh nghiệp của mình trên thị trường, thì họ sẽ không biết cách làm sao để xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp. Khi họ đã hiểu được thế mạnh của tổ chức, họ cần phải có cái mindset của một người làm business, họ có cái đầu óc của một người làm chiến lược, để mà họ có thể hiểu được rằng với cái thế mạnh đó, với cái chiến lược kinh doanh mà công ty đang vạch ra, các cấp phòng ban đang vạch ra, thì liệu cái luồng nhân sự hiện tại của mình có đáp ứng được không? Và liệu nếu mình xây dựng một cái tổ chức nhân sự mới, một cái đội ngũ nhân sự mới ngay thời điểm này, nó có phù hợp hay không, hay là mình có thể làm được hay không? Doanh nghiệp của chúng ta quá nhỏ, chúng ta làm dự án quá lớn, thì cái tiến tăng của một cái doanh nghiệp nhỏ như vậy liệu có thu hút được nhân tài đủ để đáp ứng chiến lược kinh doanh lớn hay không? Rồi, và cái yếu tố cuối cùng đó là họ phải thành thục trong cái việc quản lý nhân sự đi từ cấp chiến lược. Tất nhiên một khi họ đã đạt được hai yếu tố phía trên, thì cái yếu tố mà quản lý nhân sự đi từ chiến lược xuống không còn là yếu tố quá khó nữa. Bởi vì họ đã xác định được tôi có thể tuyển người hay không, tôi muốn đạt được cái chiến lược kinh doanh này trong ngắn, trung và dài hạn, tôi phải đào tạo con người như thế nào. Và để bổ sung thêm những cái tố chất trong ba cái tố chất chính đó, thì họ phải có cái mức độ am hiểu về thị trường tốt, họ phải thấu hiểu được cái sức mạnh nhân lực của tổ chức, họ phải có kế hoạch phát triển và sẵn sàng nhân lực trong cái tình hình mới. Cái điểm kế hoạch phát triển và sẵn sàng nhân sự trong tình hình mới này có nghĩa là họ phải luôn luôn có một đội ngũ backup, tôi gọi là đội ngũ sẵn sàng để thay thế. Bởi vì nhân sự chúng ta không thể biết được rằng họ có thể tồn tại với chúng ta bao lâu, có thể không phù hợp với văn hóa, có thể không phù hợp về cách quản lý mà nhân sự nó có thể ra đi mặc dù họ rất là giỏi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn có một đội ngũ backup. Mà muốn để backup được, muốn để mà thay thế được thì chúng ta lại phải đào tạo từ bên trong, cũng như chúng ta xác định được thị trường bên ngoài để chúng ta luôn luôn sẵn sàng cho cái nhân sự đó. Tố chất của một người SRBP về mặt tôi gọi là EQ, về mặt kỹ năng, những cái tố chất bên trong của một người để làm được cái nhân sự này. Thứ nhất, họ phải có óc chiến lược, cái đó là yếu tố rất là quan trọng. Thứ hai, họ phải biết phân tích và họ phải logic. Khi họ muốn thuyết phục được mọi người rằng cái con người đó tôi đưa vào có phù hợp với tổ chức hay không, cái chiến lược kinh doanh này và những cái con người mà tôi sắp sửa phải tuyển vào hoặc là chúng tôi sắp sửa phải đào tạo đó, thì nó có đạt được cái mong muốn quý vị hay không. Và đặc biệt họ phải có quan hệ rộng. Họ phải có quan hệ rộng để họ có thể tìm hiểu được thị trường, họ có thể nói chuyện với đối tác, họ có thể nói chuyện với nhân sự trong công ty để họ nói về chiến lược của công ty, họ nói về chiến lược nhân sự, họ nói về những sự thay đổi mới. Muốn nói được điều đó thì bắt buộc một yếu tố nữa là họ phải có khả năng thuyết phục. Và cuối cùng đó là họ phải kiên nhẫn nhưng lại rất là dứt khoát. Vì sao phải kiên nhẫn và dứt khoát? Kiên nhẫn để lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, kiên nhẫn để thuyết phục mọi người. Nhưng một khi họ đã đạt được ba điều đó rồi, họ phải dứt khoát với cái chiến lược nhân sự phải có. Ví dụ, một phòng ban để đáp ứng được chiến lược này, tôi phải cắt đi hai nhân sự, tôi chuyển vào phòng ban mới. Thì dù là cái hai nhân sự đó thân thiết như thế nào, họ có bao nhiêu kinh nghiệm ở vị trí này, họ rất là mong muốn gắn bó với phòng này, phòng ban này, nhưng vì chiến lược mới, tôi phải thuyên chuyển bạn, tôi phải cho bạn nghỉ chẳng hạn, thì cái đó họ phải rất là kiên quyết. Thì đó là những cái yếu tố về mặt EQ, về mặt bên trong kỹ năng của một người làm nhân sự. Với cái phần những nghiệp vụ cần có của SRBP, thì nếu như các bạn đã chọn cho mình cái con đường để làm của SRBP, sau khi các bạn xác định mình có đầy đủ những tố chất mà tôi vừa mới nói ha, thì các bạn sẽ tôi đề nghị các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái lượng kiến thức cần thiết, như ví dụ như là các bạn làm sao để các bạn đọc và hiểu một chiến lược kinh doanh, làm sao các bạn có thể tìm hiểu thị trường, thì cái đó các bạn nên học những cái lớp mà nó liên quan tới những cái nghiệp vụ này. Sau đó các bạn cũng phải hiểu về
các bạn muốn học về một cái kiến thức để mà biết làm sao để quản lý con người từ mặt chiến lược, thì tất nhiên muốn quản lý con người mặt chiến lược, chúng ta phải biết chiến lược của công ty, chúng ta phải biết chiến lược của phòng ban. Và muốn như vậy thì chúng ta có một cái lớp học cho các bạn học, đó là lớp học về lương 3P. Thì với cái lớp học lương 3P đó, nó sẽ đòi hỏi các bạn hiểu về chiến lược của công ty, từ chiến lược công ty đổ xuống chiến lược của các phòng ban, và từ các chiến lược phòng ban sẽ ra chiến lược của nhân sự của từng phòng ban và chiến lược nhân sự của toàn thể công ty. Từ đó, khi các bạn đã hiểu được cái đó, các bạn có đầy đủ những kiến thức và nghiệp vụ đó, thì tôi tin chắc rằng cái vị trí HRBP là vị trí dành cho bạn, và các bạn có thể thành công trong vị trí đó. Tôi xin cảm ơn. Bài chia sẻ của tôi là đến đây là chấm dứt. Và tất cả những thắc mắc nếu các bạn có thì các bạn có thể liên lạc về yulearn.vn.